Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV. Và như thường lệ, đây là khoảng thời gian chúng ta chia sẻ với nhau những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Ngày hôm qua có lẽ tin tức mà tất cả những ai hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm đó chính là buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Một buổi tập đầy ắp những thông tin, đầy ắp những truyền tải, đầy ắp những hình ảnh của vị huấn luyện viên của chúng ta, huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đặc biệt đó chính là những tiếng cười được hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ, hiện rõ trên gương mặt của cả các thành phần ban huấn luyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức nóng nhất liên quan đến buổi tập của đội tuyển Việt Nam, buổi tập đầu tiên của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik khởi đầu hành trình thoát đáy. Khác hẳn với trước đây, màn chào hỏi từng gây sốc của huấn luyện viên Philippe Chaussier với tuyên bố thẳng thừng đội tuyển sẽ thay máu đến 40% lực lượng. Màn ra mắt của thầy Kim nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần đặc sắc. Ông đã gọi tên từng cầu thủ theo đúng kịch bản đã lập sẵn cùng các cộng sự. Trước đó, vị huấn luyện viên sinh năm 1976 đã chủ động ghi tên từng cầu thủ ra một quyển sổ và nhờ trợ lý ngôn ngữ chỉ cách phát âm sao cho đúng. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự dụng công và tâm thế thích ứng tương đối mạnh mẽ của cựu danh thủ từng tham dự World Cup 2006. Ông Kim nhấn mạnh, qua quan sát trực tiếp các trận đấu tại V-League, tôi nhận thấy các tuyển thủ có tư duy chiến thuật rất tốt và tinh thần thi đấu rất mãnh liệt. Tôi luôn tin tưởng các bạn và mong các bạn sẽ tin tưởng tôi cùng ban huấn luyện. Khi đã là đại diện cho đội tuyển quốc gia, chúng ta phải luôn nỗ lực, cống hiến và quyết tâm để có thể giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng ta hãy luôn giữ tinh thần đó. Tôi biết các bạn đã thi đấu rất vất vả trong thời gian vừa qua. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu gặp Philippines và Iraq sắp tới. Lợi thế sân nhà với sự quyết tâm và luồng gió mới tới từ tân thuyền trưởng người Hàn Quốc. Ông tự tin chiến thắng nằm ở tinh thần các cầu thủ, bởi tất cả đều muốn khẳng định bản thân với thuyền trưởng và người hâm mộ. Tuyển Việt Nam và ông Kim Sang-sik sẽ ca khúc khải hoàn sau quãng thời gian tương đối dài nếm nhiều trái đắng. Theo kế hoạch thì ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục có buổi tập tại sân Myanmar của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đương nhiên là ekip Tết Trần TV vẫn sẽ có mặt và gửi đến cho các bạn toàn cảnh buổi tập. Quay trở lại với mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào cuối năm nay, chắc chắn là chức vô địch AFF hay bây giờ gọi là ASEAN Cup sẽ là điều mà tất cả người hâm mộ chờ đợi, tất cả người hâm mộ thực sự quan tâm. Tuy nhiên, trước mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik là hai trận đấu gặp Philippines và gặp đội tuyển Iraq. Nhiều người cho rằng cơ hội đi tiếp của chúng ta đã không còn, nhưng thực tế theo những trang thống kê, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam thực tế còn đến 15%, một con số không hề nhỏ, và biết đâu điều thần kỳ sẽ xảy ra và chúng ta rất có thể sẽ có cơ hội đánh bại được cả hai đối thủ, và cùng với đó Indonesia biết đâu họ sẽ sẩy chân và chúng ta sẽ đến vòng loại thứ ba thì sao. Đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm chuẩn bị cho hai lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, những chuyến binh sao vàng sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Philippines vào ngày 6 tháng 6 và đội tuyển Iraq sau đó 5 ngày. Sau 4 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hiện đang tạm đứng thứ 3 bảng F với 3 điểm. Xếp nhì bảng lúc này là đội tuyển Indonesia với 7 điểm, trong khi vị trí cuối bảng thuộc về đội tuyển Philippines, đội mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Iraq, đội đang tạm chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm có được sau 4 trận toàn thắng, đã giành vé sớm đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đáng chú ý, trang Asia Gold, kênh thông tin chuyên về bóng đá Indonesia và khu vực Đông Nam Á mới đây, đã đưa ra dự đoán về cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của các đội tuyển Đông Nam Á. Cụ thể, Asia Gold cho rằng đội tuyển Việt Nam có 15% cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 trong hai trường hợp. Thứ nhất, nếu đội tuyển Việt Nam toàn thắng 2 trận còn lại, có 9 điểm, và đội tuyển Indonesia đồng thời thua 2 trận còn lại. Trường hợp thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ có vé đi tiếp với 7 điểm nếu Indonesia toàn thua cả 2 trận. Khi ấy, nếu đội tuyển Việt Nam xếp trên về chỉ số phụ so với Indonesia thì sẽ lọt vào vòng loại thứ 3. Đại diện mà ASEAN Gold cho rằng có cơ hội giành vé đi tiếp lớn nhất là đội tuyển Indonesia với 85%. Bởi thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ cần thắng 1 trong 2 trận còn lại là sẽ nối gót đội tuyển Iraq giành vé đi tiếp. Bên cạnh đó, kênh thông tin bóng đá này dự đoán cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của đội tuyển Thái Lan là 45% và đội tuyển Malaysia là 35%. Riêng với ba đội tuyển Philippines, đội tuyển Myanmar và Singapore, ASEAN Gold cho rằng cả ba đội bóng này đều chỉ có 5% cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2. Như vậy các bạn có thể thấy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang rất tích cực rồi, quần quay bắt đầu rồi, các buổi tập sẵn sàng rồi. Vậy còn đối thủ đang cạnh tranh tấm vé đi tiếp của chúng ta là đội tuyển Indonesia thì sao? Mới đây, họ đã tập luyện và hội quân
có những buổi tập vô cùng chất lượng. Và điều đặc biệt là có hai cầu thủ nhập tịch của họ chưa hội quân và không thể tập luyện cùng đội tuyển. Họ đang bận tập trung với câu lạc bộ. Tuy nhiên có một trường hợp vô cùng đặc biệt khi chưa nhập tịch mà huấn luyện viên Shin Tae-jong đã yêu cầu phải tập luyện với đội tuyển Indonesia. Điều này nhiều thông tin cho rằng là ông mong muốn cầu thủ này trước khi có thể nhập tịch thành công thì phải thích nghi với lối chơi, với các buổi tập, với tất cả những gì đội tuyển Indonesia hiện có. Đội tuyển Indonesia đang có nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2026. Huấn luyện viên Shin Tae-jong và Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI thậm chí còn tổ chức một trận đấu giao hữu với đội tuyển Tanzania để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng vòng loại 2 World Cup 2026. Cho tới ngày 2 tháng 6, đội tuyển Indonesia vẫn còn thiếu hai cầu thủ nữa chưa hội quân, gồm Justin Hubner và Jay Easy vì vẫn còn vướng lịch thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản. Dù vậy, theo báo chí Indonesia đánh giá, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-jong vẫn đang có những sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu sắp tới. Đặc biệt, trong đội hình tập luyện của đội tuyển Indonesia ở tập trung lần này còn có sự xuất hiện của một cầu thủ người Hà Lan sắp nhập tịch Indonesia, đó là hậu vệ Calvin Verdonk. Calvin Verdonk hiện đang trong khoảng thời gian nghỉ hè của bản thân. Anh vừa kết thúc mùa giải với câu lạc bộ Nijmegen của Hà Lan. Mùa giải trước, Verdonk đã thi đấu 40 trận cho đội Nijmegen trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy Verdonk là cầu thủ quan trọng của đội bóng Hà Lan. Calvin Verdonk hiện chưa có quốc tịch Indonesia. Anh chắc chắn sẽ không tham dự hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Indonesia tại vòng loại 2 World Cup 2026. Anh và phía Liên đoàn Indonesia sẽ ngồi lại với nhau để hoàn tất thủ tục nhập tịch vào ngày 3 tháng 6 sắp tới. Dù vậy, huấn luyện viên Shin Tae-jong vẫn yêu cầu Verdonk tập trung cùng đội tuyển Indonesia ở lần này. Mục đích nhằm để cầu thủ 27 tuổi làm quen với các thành viên của đội tuyển cũng như yêu cầu về lối chơi của huấn luyện viên Shin Tae-jong. Calvin Verdonk chia sẻ với báo chí Indonesia: "Huấn luyện viên Shin Tae-jong đã giới thiệu tôi với các cầu thủ. Tôi cảm thấy được toàn đội đón nhận nồng nhiệt. Tôi rất vui khi được đến đây. Thời tiết cũng rất tốt. Tôi cảm thấy thoải mái với thời tiết Indonesia hiện tại." Việc triệu tập sớm Calvin Verdonk phần nào cho thấy kế hoạch dài hạn của huấn luyện viên Shin Tae-jong với bóng đá Indonesia. Với những động thái này, Verdonk gần như chắc chắn sẽ góp mặt tại AFF Cup 2024 của Indonesia. Còn với đối thủ trực tiếp của chúng ta là đội tuyển Philippines, huấn luyện viên trưởng Sang Fies đã có phát biểu mới nhất liên quan đến đối thủ chính là đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Ông cho rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất mạnh và việc thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đương nhiên sẽ là rất khó khăn. Tuy nhiên với 8 cầu thủ nhập tịch thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Philippines tin tưởng là đội tuyển Philippines đến Mỹ Đình để lấy 3 điểm. Huấn luyện viên Tom Sanchez cho biết Philippines muốn thắng Việt Nam và Indonesia để níu hy vọng lách qua khe cửa hẹp vào vòng loại 3 World Cup 2026. Philippines đang xếp cuối bảng F vòng loại 2 với 1 điểm, kém Việt Nam và Indonesia lần lượt 2 và 6 điểm. Muốn đi tiếp, Philippines buộc phải thắng và chờ Indonesia thua cả hai lượt trận. "Chúng tôi quyết tâm đánh bại Việt Nam và Indonesia", huấn luyện viên Sanchez nói trên truyền thông. "Nếu đạt 7 điểm, chúng tôi có cơ hội vượt qua vòng loại." Huấn luyện viên trưởng Philippines tin tưởng các cầu thủ được triệu tập lần này sẽ phát huy hết khả năng. Ông giữ quan niệm mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá, chỉ cần toàn đội giữ hy vọng làm mọi cách đạt được mục tiêu. Dù vậy, huấn luyện viên người Bỉ vẫn đánh giá cao Việt Nam và Indonesia khi vừa có mặt ở Asian Cup 2023. Ông cho rằng Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ mang dòng máu Lai giúp gia tăng sức mạnh. Việt Nam gồm toàn cầu thủ thi đấu trong nước nhưng đã tập luyện với nhau lâu. Sanchez cho hay họ có chất lượng tốt cùng một huấn luyện viên trưởng mới. Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc Kim Sang-sik thay cho Philippe Chuje bị sa thải sau hai trận thua trước Indonesia ở vòng loại 2 World Cup 2026 hồi tháng 3. Philippines làm công tác này sớm hơn một tháng khi bổ nhiệm Tom Sanchez thay huấn luyện viên người Đức Michel Weiss. Sau đó, đội thua Iraq 0-1 ở sân khách vào phút cuối trước khi thua 0-5 ở sân nhà tại vòng loại 2. Liên đoàn bóng đá Philippines cho biết đang cùng tân huấn luyện viên thực hiện một dự án dài hạn giúp bóng đá phát triển hơn. Philippines đã triệu tập 28 cầu thủ tập luyện tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong đó có 22 người đang chơi ở nước ngoài, với nhiều cái tên mang dòng máu Lai. Huấn luyện viên Sanchez gọi 8 tân binh như một phần trong nỗ lực từng bước làm mới đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ mang dòng máu Lai dù được huấn luyện viên Sanchez thuyết phục nhưng chưa đồng ý khoác áo Philippines. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tetran TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.